khí Green S, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Cú nhấn bàn đạp ở 1 km cuối của Luis Dendriac đã phá vỡ tất cả ý đồ chiến thuật của hai tập thể Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp ở chặng 5 cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng HTV Tôn Đông Á. Dưới làn mưa bụi, tay đua người Pháp giành chiến thắng chặn trong sự ngỡ ngàng của các đối thủ. Vậy ý đồ chiến thuật của các đội là gì? Luis đã tạo nên bất ngờ ở đoạn nước rút ra sao? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Vua nước rút của chúng tôi. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Từng có những dự đoán, chặng năm đua vòng bờ hồ Hoàn Kiếm sẽ là sàn diễn của các chân nước rút, thì đó là một dự đoán sai lầm. Tất cả các đội đã thể hiện ý đồ tấn công mạnh mẽ vào các danh hiệu trong suốt 25 vòng đua. Đầu tiên, Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domesco Đồng Tháp muốn tích thêm điểm áo xanh trong cuộc đua vua nước rút. Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domesco Đồng Tháp, người đang giữ chiếc áo vàng, sau 4 chặng đua cũng đã thi đấu rất nỗ lực ở trong vòng đua này. Nhưng anh đã không phải là người nằm ở trong nhóm 3 thi đua vượt qua mức sprint trước tiên. Tiếp theo, đến lượt Thành phố Hồ Chí Minh tính toán cho lợi thế áo vàng. Khi mà các đội đều tập trung vào ứng viên số 1 Javier Perez, thì huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt lại sử dụng phương án khác mang tên Trần Thanh Điền. Động thái này có hai mục đích. Nếu các đội không bắt tốt, áo vàng cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 sẽ trở thành quân bài chiến thuật tranh chấp áo vàng chung cuộc với khả năng đi đều tương đối tốt so với Nguyễn Nhật Nam của Dược Domesco Đồng Tháp và Nguyễn Phạm Quốc Khang của Parklife Đồng Nai. Nếu bị bắt tốt, tập thể Đồng Tháp muốn giữ áo vàng cho Nguyễn Tấn Hoài phải dốc sức làm việc. Điều đó sẽ khiến các tay đua đất Sen Hồng hao mòn thể lực, khó cạnh tranh ở đoạn nước rút với Lê Nguyệt Minh. Như theo cập nhật từ phía trọng tài lúc này thì khoảng cách giữa hai nhóm đã được rút xuống chỉ còn 30 giây mà thôi. Khoảng cách từ 1 phút lúc này đã xuống chỉ còn 30 giây. Như vậy rõ ràng là đã có những động thái tăng tốc để đuổi theo top 1 của đoàn đông ở phía sau, mà máy kéo chính là những tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp và Dopagang Đồng Tháp. Thì đội em đã mặc áo vàng thì đương nhiên các đội khác không gì nhìn Hồ Chí Minh sẽ có những cái chiến thuật để mà tấn công, để mà phá sức đội em. Thì bên cạnh đó đội em cũng phối hợp để mà có thể giữ một chùm đông để mà cái đưa anh Hoài về cho xử lý cái đoạn cuối cùng này. Nhưng tập thể Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt được một nửa ý đồ. Sau khi đoàn đua nhập thành tốt đông ở vòng cuối, các học trò huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt triển khai thế mũi tên đưa về rút. Theo chúng ta đã nhìn thấy trên màn ảnh thì đội Thành phố Hồ Chí Minh họ đã lên làm sắp xếp đội hình và để đưa vận động viên của mình vào vị trí thuận lợi nhất trước khi đoạn cua. Vận động viên nằm phía trên, không cần nước rút tốt họ vẫn có thể thắng trận này. Nhưng chính lúc này, sự bất ngờ không trong dự đoán đã xuất hiện với cú nhấn bàn đạp quyết định của Luis Dendriac. Luis đang là người rẽ vào từ đường Hàng Khay, rẽ vào đường đến Tuyên Hoàng để hướng về phía đích đến. Và chúng ta chờ xem liệu cuộc tấn công này của Luis có tạo ra được một kết quả bất ngờ ở trong chặng đua này hay không. Trọng tài đã phất cờ Caro, cuộc đua rút của các vận động viên. Luis đang tăng tốc, cuộc tấn công của Luis Dendriac. Luis đang là người dẫn đầu ở trong đoàn đông và Luis Dendriac đã là người vượt qua mức trước tiên để thành tay đua giành chiến thắng ở trong chặng đua ngày hôm nay. Rõ ràng như tôi đã nói thì vận động viên nào chọn ở trên đầu của vị trí tốt thì họ sẽ chiến thắng ngay trong ngày hôm nay, không cần họ có nước rút tốt. Thưa anh Quang Huy, Luis Dendriac có cả điều kiện cần và đủ cho đòn tấn công quyết định này. Điều kiện cần là kỹ thuật ôm cua thuộc hàng tốt nhất ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để đủ tốc độ vượt lên phía trước. Điều kiện đủ là khúc cua 90 độ cuối cùng cách đích chỉ hơn 200 m. Khi đã vào cua tốt, có vị trí thuận lợi, tay đua người Pháp đã biến đối thủ thành khán giả bất đắc dĩ trong màn ăn mừng chiến thắng của mình. Chiến thắng chặn của Luis Dendriac không chỉ có giá trị 20 triệu đồng tiền thưởng mà còn giúp anh tích lũy thêm 10 giây thưởng. Cộng thêm lợi thế ở nội dung đua cá nhân tính giờ, tay đua người Pháp có thêm phần cơ hội trong cuộc tranh chấp áo vàng chung cuộc.
Chặng đua này có nhiều khúc cua gắt nên những tay đua nhiều kinh nghiệm sẽ có lợi thế hơn nhiều so với những tay đua trẻ. Tôi đã tận dụng kinh nghiệm và kỹ năng của mình ở hai khúc cua cuối để giành chiến thắng này. Đồng Nai thì dựa vào sự hai đội cạnh tranh nhau nên đội Đồng Nai dễ dàng đưa vận viên Luis lên top đầu, lên nhóm đầu để tung cứu những cú bàn đạp cuối cùng về đích khá tốt. Cái kỹ thuật của vận động viên Luis tương đối tốt khi mà vào cua rất là chắc chắn và có tốc độ cao, nên vì đó là bên cạnh đó thì cái việc mở tốc độ nên là vận động viên này có thể cài về đích để mà ăn cái top đó là sao. Không chỉ có áo vàng, áo xanh, chặng năm còn chứng kiến những tính toán chiến thuật ở danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Như vậy là tay đua mang số đeo 67, tay đua Đặng Văn Bảo Anh của ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long là người đã giành được chiến thắng ở sprint thứ hai này. Đặng Văn Bảo Anh vừa được thưởng cho mình thêm 3 giây để đồng giờ với lại vận động viên đang xếp áo trắng phía trên là Tăng Quý Trọng. Tôi nghĩ là đây là những tranh chấp về áo trắng thực sự là hấp dẫn. Chặng 5 vòng bờ hồ Hoàng Kiếm chỉ dài 42,5 km, nhưng tất cả những tay đua đều đã làm việc hết sức mình với những bài toán chiến thuật ở mọi danh hiệu. Điều đó hứa hẹn sẽ còn những màn đấu trí lực vô cùng hấp dẫn giữa các đội trong những chặng còn lại của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh non sông là một giải năm 2021, tiếp tục thi đấu chặng 6 từ Hà Nội đi Thanh Hóa, lộ trình 154 km. Ekip Đồng Nai và Đồng Tháp đã ghi dấu ấn tại hai chặng đường trường đầu tiên. Họ sẽ tiếp tục mang trình diễn đó hay chiến thắng sẽ vinh danh một đội đua khác? Kịch bản nào sẽ diễn ra ở đích đến tại thành phố Thanh Hóa? Đón xem truyền hình trực tiếp chặng 6 lúc 8 giờ ngày 11 tháng 4 trên HTV9 và HTV Thể thao.